vâng thưa quý vị và các bạn biến chủng mới xuất hiện và cách mà thế giới đối mặt cũng như là đo lường tính chất nguy hiểm của các biến chủng mới này cũng khác nhau. Ngày 26 tháng 12 thì các chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ cho biết khi mà biến thể Omicron lây lan không nên coi số ca nhiễm là một chỉ số chính để theo dõi đại dịch COVID-19. Thay vào đó thì cần tập tập trung vào những cái ca nhập viện, số ca tử vong, số ca tái nhiễm và số ca nhiễm sau khi tiêm đủ liều cơ bản và tiêm tăng cường. Chủ nhiệm khoa y tế cộng đồng của trường Đại học Brown, ông Ashik Kajihar cho biết, biến thể Omicron có nhiều đột biến và kháng thể của chúng ít hiệu quả với biến thể này. Theo ông, khi tải lượng virus nhiều đến một mức nào đó, thì chúng sẽ phá vỡ bức tường bảo vệ đầu tiên của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của người đã tiêm phòng có một bức tường thứ hai giúp ngăn trở bệnh nặng. Trong hai năm vừa qua, số ca nhiễm thường liên quan đến số liệu về ca nhập viện và tử vong, và điều này đúng cả trong làn sóng do biến thể Delta gây ra khi đa phần người nhiễm chưa tiêm phòng nhưng biến thể Omicron đã thay đổi điều này. Chính vì vậy, ông Ashit cho rằng số liệu về ca nhiễm mới không nên được coi là chỉ số chính cho thấy diễn biến của dịch bệnh, mà thực sự cần tập trung vào số ca nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần theo dõi số ca nhiễm ở những người chưa tiêm phòng vì nhóm người này sẽ có thể phải nhập viện tương đương với tỷ lệ nhiễm.